chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại phố đi bộ An Thượng ở Đà Nẵng nha. Và anh hai mình rất là thích vô. Đây đó chính là hội chợ An Thượng. Đây là đã xin tàu rồi. Hôm nay là vừa có hội chợ An Thượng mà vừa có gì con? Chợ đêm. À chợ đêm An Thượng. Và có những giấy tờ cho các bạn tham khảo nữa nha. Thì ví dụ đây là cái cao hả con? Kia ơi, bây giờ mình đi vào chợ đêm An Thượng thử nha. Lát nữa có văn nghệ gì đó con. Kiên có ăn kem dừa Mã Lai không? Ăn không thì mua à? Không. Không à? Kem ngon hơn người yêu cũ hả luôn em? Quán nước mọi. Đây bà Mã Lai, Mã Lai có đúng rồi không? Quán nước mọi đi à? Những món ăn này còn ngon hơn cả người yêu cũ. Oh, that is so cool and awesome, yeah. I love the West Coast. I actually lived in California, LA County. It's called Forte. Mm. Oh, what? Uống đi. Hỏi cô thì bao nhiêu tiền? Em, cái chai nước này bao nhiêu tiền vậy? Bao nhiêu con? Con lấy tiền gì bán mấy? Đấy là phải mở nước ra uống cơ. Đấy là phải mở thôi. Nóng quá rồi. Rồi ba mở chi nước nè. Thưa mở giùm anh hai nè. Con cầm giùm anh hai con mở nè. Ê, con cầm nước là sao quay được. Rồi, ok. Có ăn gì không? Tôi ăn gì nói nha. Mà coi thử cái chợ đêm ăn thử cái gì. Không có gì ơi. Quái rồi. Rồi, hàng gặp lại quý khách rồi luôn nha. Thấy rồi đó. Đây là kia thấy rồi đấy con. Thấy được rồi kìa, nhìn con nhìn kìa. Tao có ai ngờ nên là không, mình đi qua bên lại bên khu phố Tây kia. Khoai tây lúc sáng. Khoai tây lúc khói nữa.
gì? Ốc cà phê. Phone Musky. Tốt quá, cửa hàng này có đầy đủ thứ luôn nha. Nhà hàng Ấn Độ này các này nha. Wow, nhà hàng Ấn Độ là. Nhưng mà nó vắng quá. Indian restaurant. Ừ. Sao nhà hàng nó có nóng không? Nhưng mà nó tên là Olakalaka. Ẩm thực Singapore này. Và villa kiểu cocktail kìa. Ừ. Theo là một cái loại nước mà các bạn thấy lạ không? Trái cay với lại rượu pha lại với nhau. Các bạn thấy lạ không? Trời, sao? Nó không là cà phê pha lại với nước khoáng. Hay đi bờ. Đúng rồi. Pha lại với nước khoáng. Cái này là thức ăn healthy này luôn nè. Healthy. Là thức ăn khỏe cho. Ăn lành mạnh đó. À đúng rồi, đa số là rau rồi gì đó. Rau gì? Có là khoai tây chiên. Có khoai tây chiên không? Là có cả những thứ tốt không? Có thịt, có rau, có salad, mọi thứ. Healthy mà sao có khoai tây chiên chứ. Nè này, có này. Unhealthy. Cái Tuna Corp này. Tuna, ai hút thuốc xì gà là vô đây nha. Chỗ này bán xì gà đó. Thuốc xì gà. Điếu thuốc xì gà hút thuốc này nè. Nó có cái điếu thuốc xì gà là cái điếu thuốc dài dài đó, to to. Không phải cái tẩu thuốc à. Ừ. À, mà cũng biết cái tẩu thuốc của xe lốc hôn. Đó, đấy, kiểu như thế đó. Nó gọi là xì gà đó con. Con thấy cái tẩu thuốc mà xe lốc hôn hay hút đúng không? Đúng rồi. Thì đó chính là xì gà đó. Con chưa thấy cái xì gà đó. Đó, đấy xì gà. Đúng như cái đó. Ừ. Nhưng mà xì gà là phải nói rõ là cái gì chứ. Xì gà là một cái loại thuốc. Đấy nha, nó lớn hơn thuốc bình thường, đúng rồi. Một cái loại thuốc lá nhưng mà nó lớn. Lớn hơn thuốc lá điện tử. Bikini Bustom này. Lùi ra. Ai mà vô trong này là phải mặc đồ bikini nè. Nó kia đó kia đó kia. Mặc đồ bikini hả? Phải không? Mà sao đâu phải mặc bikini đâu luôn nè. Ba cứ nghĩ là họ mặc đồ bikini họ phục vụ mình chứ. Thôi mà bắn. Sao vậy? Ai mặc bikini đi ra ngoài đường để bắt luôn đi nhờ. Bikini là khi để mặc ở nhà hoặc là khi đi hồ bơi thôi. Bữa trước mình ngồi quán nào kia hè? Quán này có cái quà pizza đúng không? Đúng rồi. Bữa trước mình ngồi quán này.
Ủa, phải không? Rồi, bye các bạn nha.